Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mình hôm nay thì mình sẽ có xe nhà. Tiếp tục rap nha. Ok. Lần đầu tiên mình thấy cây hộp vẫy nhau dữ trời. Cái điều này rất hiếm luôn. Chuyển cho đây làm cửa sổ nha.
Chết rồi, một tiết lạnh. Một tiết này rất lạnh luôn. Nên mình sẽ về nhà. Cái cây mà cái gì đó cái này nè, nó là rất là dễ luôn à, cái tàu cây hấp chích này đậm đậm
Anh thịt. Wow. Hay đó, hay đó. Cạnh này quá thì làm sao? Mình kia. Du, nguyên con gà leo trên cây. Trời đất ơi. Đêm thấy, tôi thấy mà tôi sợ con gà rất là ghê xuống rồi chết là sao? Sợ ghê. Gà bay được, có sao? Thôi bây giờ tôi không yên tâm. Chết. Đã đập kính nhà tôi. Đi mà quay cái địa điểm này cũng được. Chẳng bao gì ta. Bờ. Sẽ đây. Cây xanh tươi mát. Nhiều thứ nha. Sô-cô-la nè. Đèn lồng. Bức tranh nè. Ống hít nè. Tùm lum hết trơn. Có cả cái búa nữa. Ít quảng cáo. Quên quan tâm. Tiếp hành trình. Nhìn con này tiền lại ghê. Thank you.
Biết
Em cũng biết. Giờ tôi đó quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Okay. Mình trước khi mình kết thúc video thì mình cũng phải tập trước ở đây chứ. What? Đúng cái tôi đó kia. Mình trước khi mình kết thúc video mình phải xoay quét bộ trong đây chứ. Giờ rất là nhiều cái lấy ra luôn. Mình kết thúc video này nha anh em. Bye bye.